đây là dòng công suất nó cũng gọi là công suất nhỏ anh em, 2.2 thì công suất nhỏ thì người ta đa phần là đấu sao anh em ha, còn đấu tam giác là phải công suất lớn 10 kg 20 kg nha anh em, đó dây đồng 100%. Rồi thì qua thấy cũng có thông số hết này trong này rồi, 28 kg bảo hành 12 tháng này anh em ha, anh mà đang có nhà máy này. Rồi chào anh em, chào anh em, chào anh em, bye bye anh em. Hello anh em, xin chào tất cả anh em đến với kênh video Quang Thái Gia Lai. Thì hôm nay theo một yêu cầu của có một khách hàng của Quang Thái yêu cầu review cái con 2.2 là BHP nha anh em, mà dòng này là dòng 3 phe anh em, điện 380V anh em. Thì dòng 1 phe thì Quang Thái có đầy đủ rồi, dòng 3 phe thì lâu nay Quang Thái chưa review, giờ review cho anh em xem ha. Đây là anh em, thì dòng 3 phe của Toàn Phát anh em, thì con này là 2.2 nha anh em, 2.2 ha anh em thấy không. Đó, thì trong này nó có 3 dòng tua. Đấy, dòng tua 960 vòng này, trên phút này, dòng tua đây là 1.500 này, dòng tua đây á là 2.900 này, nhưng mà cái hiện tại con máy này anh em là dòng tua là 960 anh em à, quên, anh xin lỗi anh em, là 1.500 anh em ha. Đấy, dòng tua là dòng tua 1.500 này, trung bình á, gọi chạy trung bình á, 4B nha anh em. Đấy, công nghệ Tokyo Nhật này, technology này, gia băng này anh em á, đồng Hàn Quốc 100% nha anh em. Đấy thì Quang Thái sẽ khui cho anh em xem. Trọng lượng máy này nặng 28 kg anh em, 28 kg. Đấy, trọng lượng nó 28 kg nha anh em. Thì Quang Thái khui cho anh em xem. Này là anh em nào mà dùng có điện 3 phe thì dùng thôi, còn anh em này có nhu cầu 1 phe thì Quang Thái có hết ha. Con nhà con này là con blue, là màu xanh. Đấy, ở Quang Thái ảnh đây cho anh em xem ha. Đây là hàng mới, nguyên đai nguyên kiện. Cái dòng 1 phe của Toàn Phát á là bảo hành 6 tháng, nhưng mà cái dòng 3 phe là bảo hành 12 tháng nha anh em. Con này trọng lượng này 28 kg. Anh em, cái đây là dòng, cái dòng BFH thì cái cốt lớn hơn. Cốt này là cốt 28 sao? Quang Thái chưa tìm hiểu nhưng mà chắc là 28, do là cũng có nghe bên cung cấp nhà máy báo rồi. Đây 28 này anh em thấy không? Cốt 28 anh em ha. Dòng BFH cốt 28 nha anh em. Đấy anh em cứ lưu lại cái thông số để mà anh em mình cần thì trải nghiệm ha. Này mới kích luôn này, mới làm luôn này. Dòng BFH có 22 tháng. Nặng anh em. Đó, nhu cầu mình cần dùng tới nhiều tới chia công điện công nghiệp á thì mình dùng BFH thôi. Đây tua này. Đó, tua 1.400 chính xác này. Là tua chính xác trong trong máy luôn là 1.420 vòng trên phút này. Còn theo thông số nó là 1.500, nhưng mà đo chính xác này. Nhà máy in như này, 2.2 anh em ha. 2.2 này BHP này anh em thấy không? Nên thấy không anh em? Đấy. Thì hàng này là hàng của Nhật Bản. À, Made in Vina anh em thấy không? Ngày hôm nay chất lượng cao anh em ha. Đấy, hộp điện này thì đã có thể mở ra coi thử. Đấu sao hay đấu tam giác? Đấy, ông có thể mở cho anh em xem luôn ha. Đấu sao hay đấu tam giác đây? Chắc cái tầm 2.2 thường thường. Thường thường đấu sao. Và công suất nó cũng nhỏ đó anh em. Còn cái dòng ví dụ như 10 kg, 20-30 kg là đấu tam giác anh em ha. Còn đấu sao như thế nào, đấu tam giác như thế nào cho anh em mình có thể chia sẻ cho nhau. Đây, đúng rồi, tùy trang luôn. Cái này gọi là đấu sao nha anh em. Đấy, đấu sao này. Đấu sao là mình cung cấp vô ba cái nguồn đây và ba cái chầu cuối đầu dây chậm lại và cung cấp ba đầu dây. Còn đấu tam giác là đầu này dưới cuối bên kia anh em ha. Đấu tam giác nó sẽ đấu ra là đầu dây này tới cuối bên kia, xây vòng tròn. Còn đây là đấu sao thì chậm ba đằng cuối. Chậm ba đằng cuối hay là chậm ba đằng đầu cũng được anh em, miễn là chậm ba cái đầu dây lại rồi cung cấp nguồn vô ba đầu dây ha. Đây V1, V1 này, W1 này. Đó, đây là chậm ba thằng cuối lại này, chậm ba thằng cuối lại là W2, U2, V2. Anh em ha. Đó, đây là dòng công suất nó cũng gọi là công suất nhỏ anh em, 2.2 thì công suất nhỏ thì người ta đa phần là đấu sao. Anh em ha. Còn đấu tam giác là phải công suất lớn, 10 kg, 20 kg nha anh em. Đó, dây đồng 100%. Rồi. Thì Quang Thái cũng có thông số hết này trong này rồi, 28 kg bảo hành 12 tháng này anh em ha. Anh mà đang có nhà máy này. Rồi chào anh em, chào anh em, chào anh em, bye bye anh em.